thương tôi qua bao nỗi nhọc nhằn. Dù người đời vẫn luôn chê bai, dù người đời mỉa mai không hay, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi yêu tôi qua từng nỗi buồn, và tôi thương tôi nghe bao tiếng chê cười. Cuộc đời này có ai thương ta, hay chỉ là những câu nói ba hoa? Nhưng riêng tôi vẫn mãi yêu người. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng yêu đời, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai xóa đi được. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng hy vọng, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai biết được đâu. Bây giờ xin quý vị cho phép tôi mời một người lớn tuổi nhất trong đây lên nói vài lời vàng ngọc chứ. Xin mời má của biển. Tôi hả? Cô Trần à, Khiên cẩn thận con. Mời chị. Dạ tôi là má biển. Xin kính chào bà con cô bác. Thưa bà con cô bác, con của tôi là thằng biển. Nó cũng là ô xin. Cho tôi nhắn đôi lời với các em đi làm ô xin. Là gì á? Mình đi làm á, mình phải ngoan hiền, phải dễ thương, phải trung thành với chủ, phải có duyên, phải vui vẻ, phải đẹp đẽ. Tôi nói vậy có đúng không vậy? Trời ơi, bữa nay bà con biết không? Bữa nay tôi vui quá trời luôn. Vui quá không bị không? Chút xíu chờ uống ớt nè. Bữa nay tôi vui, tôi lên tôi ngồi đây. Xin lỗi bà con, cô bác, tôi như nữ hoàng vậy đó. Nãy giờ tôi ngồi dưới, tôi cũng có một chú nói tôi thích nghe giọng cổ, thành ra kể là yêu cầu tôi lên đây để giúp vui một câu giọng cổ, có chịu mà. Mẹ đứng bên hiên khi sương mờ thấp thoáng, dưới hoàng hôn lặng lặng ngắm mây rang rúa giữa làn mi, mảnh thân gầy qua chiếc áo thu sơ. Mẹ run run bước đến bên thềm, mẹ vừa gọi hai tiếng con ơi, nước mắt già nua tuôn dòng đường. Chai dạ xin hết à. Dạ cảm ơn bà con cô bác à. Đỡ má xuống con. Ê cảm ơn con. Dạ trời phó tay cho má biển đi. Thưa quý vị, sau khi được ban giám khảo chấm điểm một cách công bằng,
Hiện giờ trên tay tôi đã có kết quả rồi. Đầu tiên tôi xin công bố các giải phụ trước. Thưa các quý vị, trong các điều kiện Hiền chữ Hiếu phải đứng lên đầu. Giải ô xin hiếu thảo nhất xin được phép trao cho chàng trai duy nhất của ngày hôm nay, Lê Biển. Yeah. Cảm ơn Tư. Đó, con tôi đó, con tôi. Chúc mừng con nghe. Con tặng má nè. Con tặng qua má hả? Trời tặng má. Thương quá. Con lên đi má. Ừ, lên đi con ơi. Vỗ tay. Và bây giờ giải ô xin ngoan hiền được trao cho con tôi, Tô Muối. Con ngoan hiền hả? Dạ, thế tôi cũng có giải nè. Và bây giờ tiếp theo, ô xin khỏe nhất, lịch sự nhất, làm việc cực lực nhất được trao cho chị Nam Ô. Trao hoa này đi Tư. Hay quá. Chúc mừng chị. Dạ. Vỗ tay. Và bây giờ là giải cũng rất là quan trọng đây. Giải thân thiện nhất, ô xin mà thân thiện được chủ thương. Một cô cốc mà đã biến thành phượng hoàng, nhưng đối với tất cả chúng ta, chị ấy vẫn là Lý Mặt Sầu. Một tràng pháo tay cho Lê Thị Sáu. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Cảm ơn ông. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi bây giờ tới giải quan trọng nhất. Và bây giờ là giải quán quân. Quý vị biết là ai rồi phải không? Trần Thị Thiên Tơ. Đó là Trần Thị Thiên Tơ. Chúc mừng. Yeah. Cho tôi nói vài lời được không? Tôi muốn nói vài lời với mọi người. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một vị khách bất ngờ. Ông anh đây xin phép có được đôi lời nhắn gửi tới chúng ta. Dạ cảm ơn. Kính thưa ông Xin, tôi rất thật lòng khi dùng câu này để chào các bạn. Bởi vì trong thời gian qua, các bạn cũng đã gây cho tôi một sự bất ngờ rất lớn về người ông Xin. Các bạn đã đại diện cho một thế hệ ông Xin mới, năng động, trình độ và tài hoa. Đặc biệt các bạn cũng rất bản lĩnh và tự tin, không hề mặc cảm tự ti về công việc của mình trong xã hội. Tôi là một doanh nhân và tôi thật sự ngưỡng mộ các bạn. Chào cô Thiên Tân. À không, phải gọi là Hoa Khôi Thiên Tân mới đúng. Ông đâu muốn nói gì vậy? Tôi muốn mời cô về quản lý công việc gia đình của tôi, để tôi yên tâm dành hết thời gian và sức khỏe để phục vụ cho công việc và xã hội. Không biết cô có vui lòng đồng ý lời mời của tôi hay không ạ? Dạ, xin ông cho biết điều kiện làm việc ạ. Rất tốt. Cô được quyền quản lý tất cả công việc trong gia đình của tôi, và bản thân tôi cũng sẽ tuân theo những nội quy do cô đưa ra. Trời ơi, đáng thương. Và mức lương tôi đề nghị mỗi tháng là
2.000 đô la. $2.000? Trời ơi, 2.000 đô. 2.000 đô lận. Trời ơi. Và nếu như cô chấp nhận lời đề nghị của tôi thì đây là chìa khóa. Nhận đi, nhận đi, nhận đi tơ, tơ nhận đi. Nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi. Mọi người sao rồi em? Mọi người vẫn rần rần ở trọng á. Em trốn ra để đi với anh chứ bộ. Vậy bây giờ mình đi nhậu ăn mừng lương 2.000 đô nha. Chơi luôn. Giờ nhậu gì ta? Em chọn đó. Hay là ăn cháo lòng đi. Sao em dữ vậy? Trời ơi, em có tiếng chịu chơi mà. Ok, chơi luôn. Trời. Ai để về mỏi chết. Không biết chừng nào mình mới thức dậy mà ngày nào má cũng chế sẵn phin cà phê cho mình hết. Làm chi không biết nữa. Vậy rồi hả con? Cà phê nguội rồi, để má pha ly khác cho. Không sao đâu, uống vậy được mà. Má nói bao nhiêu lần rồi, uống cà phê là phải có chút xíu đường, không nó bà bao tử chết á. Uống cà phê á, đắng á phải là đắng, ngọt phải là ngọt. Trời, đắng á bỏ đường, uống cà phê làm gì? Có nhiều đầy á, không đủ tráng bao tử, lấy đâu mà bào mòn. Ủa, ly cà phê của má đâu rồi? Ly cà phê của má tôi dẹp rồi, uống không? Tôi pha cho. Ờ thôi thôi thôi, lát má uống liều của ông thần tài. Sáng nay má mệt quá nên chưa đi mua đồ ăn sáng cho con. Con cầm 100.000 này đi ăn hủ tiếu nha. Mệt á thì vô trong nhà đóng cửa ngủ đi. Ra đây ngồi chi á, rồi ngủ gục, rồi bị gió máng nữa. Mệt mấy thì má cũng phải ráng mở cửa ra chứ sao nghỉ được con. Muối à, không phải là má không muốn nuôi được con, nhưng mà má không thể để con như vậy hoài được. Con cũng cần phải đi làm nha. Má không có tập hư cho con được đâu. Bây giờ con đã có danh hiệu rồi, con đi làm ô xin rất dễ. Việc nhẹ nhàng mà lương cũng cao nữa. Má tưởng là tôi không biết. Má bỏ tiền ra mua mấy cái danh hiệu cho tôi hả? Ừ thì con không có bằng cấp nên má phải làm gì cho con dễ đi làm chứ. Bây giờ má lấy hồ sơ cá nhân của các chủ nhà ra, con cứ chọn lựa đi. Con ưng chủ nhà nào thì nói má, má cho con làm chỗ đó. Tôi không làm ô xin nữa được không? Tôi muốn làm nghề khác hả? Nhưng mà miễn con chịu là má đồng ý với con hết á. Để tôi suy nghĩ vài ngày đã. Khi nào mà tôi muốn đi làm cái gì á, tôi nói má biết ha. Con như vậy là má được, được hết á nha. Con muốn gì cứ nói với má, má ủng hộ con. Thôi, tôi đi ăn nha. Bà khoan đã. Ba tôi là ai vậy? Thôi đi, tôi buồn miệng á, tôi hỏi chơi chứ tôi không có quan tâm đâu. Tôi đi ăn nha. Chưa vào cảm giác, mình có thể khẳng định Bảo Tuấn chính là người đàn ông năm đó của mình. Nhưng như vậy thì sao?
Tình chỉ một đêm, so với 20 năm quên lãng thì có nghĩa lý gì đâu. Cho dù trong lòng mình không thể quên thì Bảo Tuấn cũng đâu có cần phải nhớ. Thế giới của mình và Bảo Tuấn cách nhau xa quá. Gặp lại nhau thì sao? Nhận ra nhau thì đã sao? Mãi mãi mình và ảnh sẽ không bao giờ có tình yêu được. Điều duy nhất của mình có thể làm là cố gắng mà quên ảnh đi, như suốt 20 mấy năm nay mình đã từng làm. Chuyện tình cảm của mình thì có thể cố mà quên, nhưng còn con muối thì sao? Chẳng thà đừng biết cha của nó là ai thì mình có thể giải thích với nó. Còn giờ đây mình đâu có thể tước đi cái quyền được nhận cha con của nó với Bảo Tuấn hay không. Bảo Tuấn ơi, em ước gì có thể trực tiếp hỏi anh là em phải làm sao bây giờ. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi cuộn ngày tháng hy vọng, tôi cuộn niềm tin yêu mãi. Không ai biết được đâu. Tôi yêu tôi qua từng nỗi muộn phiền, và tôi thương tôi với tháng ngày cô liêu. Dù người đời dối gian điêu ngoa, dù cuộc đời sâu xa quanh ta, nhưng riêng tôi vẫn mãi yêu người. Dù người đời dối gian điêu ngoa, dù cuộc đời sâu xa quanh ta, nhưng riêng tôi.